Dù ASEAN-19 vẫn còn các nội dung 10m súng hơi hỗn hợp và bắn đĩa bay, đã có một HCV, một huy chương bạc và một huy chương đồng cho bắn súng Việt Nam, thể thao bắn súng Việt Nam không dừng lại ở đó. Họ đã nhắm đến mục tiêu cao hơn, đó là Olympic Paris 2024, với chỉ có Trịnh Thu Vinh đã đoạt vé tham dự. HCV ASEAN-19 Phạm Quang Huy cũng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh một suất 10m súng ngắn hơi nam, cùng với Phạm Công Minh và Lại Công Minh, những người đã đoạt huy chương đồng đồng đội ở nội dung này. Bắn súng Việt Nam còn có nhiều vận động viên khác như Hà Minh Thành, 25m súng nhanh, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Thị Thảo ở các nội dung khác. Ngay sau khi trở về Việt Nam, các xạ thủ sẽ tập trung chuẩn bị cho giải vô địch châu Á từ ngày 20/11/11 tại Gangwon, Hàn Quốc. Tiếp đó là giải vô địch châu Á vào tháng 1 năm 2024 tại Indonesia. Cả hai giải đấu này đều là vòng loại Olympic. Mỗi nội dung sẽ chọn ra hai vận động viên xuất sắc nhất để nhận vé đến Paris mùa hè tới. Bắn súng Việt Nam đang gặp khó khăn với nội dung bắn nhanh của Hà Minh Thành do nguồn đạn nổ rất thiếu. Nhưng thành tích tốt ở ASEAN-19 sẽ là động viên lớn cho các vận động viên, giúp họ tự tin phấn đấu để giành vé dự Olympic Paris 2024.